Chào mừng các bạn đến với nhà thi đấu Cầu Giấy để đón xem cuộc đối đầu ở nội dung đồng đội giữa các vận động viên đến từ đội tuyển cầu lông Thái Nguyên và các vận động viên đến từ đội tuyển cầu lông Điện Biên. Ở nội dung đồng đội trong hai set đấu đầu tiên thì chiến thắng ở hai nội dung đơn đầu thuộc về đội tuyển cầu lông Thái Nguyên. Tuy nhiên, Huy Hoàng đã rất nỗ lực và cố gắng trong trận đấu thứ ba để đưa tỷ số trở về, để đưa tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 cho các vận động viên đến từ Điện Biên. Hiện tại đang là trận đấu thứ tư, trận đấu đôi nam. Nếu cặp đôi đến từ Điện Biên, cặp đôi áo đỏ đến từ Điện Biên, nếu có thể xuất sắc giành chiến thắng trong trận đấu thứ tư này thì thành tích đối đầu giữa hai đội lại trở về vạch xuất phát là 2-2 và phải kết thúc trong trận đấu thứ năm, đó tiếp tục là một trận đôi nam. Một pha ép cầu rất nhanh của Huy Con, điểm lại là 5-5. Rất hay. Vẫn còn. Rất hay. Liên tục là những pha đấu cầu ngang. Vẫn còn. Đập cầu rất mạnh nhưng vẫn vâng trượt. To lắm bởi vì tốc độ cầu bay quá nhanh. Vẫn còn. Lại cân bằng 10-10. Các vận động viên có cổ tay rất dẻo và những pha xử lý cầu rất khéo léo. 11-10. Suốt ngày đều, chưa có đội nào lên trước cả. Cố dành cho Thái Nguyên, 13-13. Ngay ở set đấu thứ nhất thôi đã căng thẳng như thế này rồi. Đều. Quá. Mới chỉ là set thi đấu đầu tiên đã căng thẳng như thế này rồi. Vâng, một pha ve cầu rất tốt. Vâng, 17-14, khoảng cách đã là 3 điểm rồi. Rất nỗ lực. Tám. Vâng, vậy là 18-18. Đến những phút cuối cùng vẫn rất cân bằng. Lại là 18-18. Khoảng cách 3 điểm đã được tạo ra và bây giờ lại là 18-18. Rất hay. 19-18. Đây là các vận động viên đến từ Điện Biên đã mất 4 điểm số liên tục rồi. Họ cần tập trung hơn. Mất 4 điểm liên tục. 19-18. Hai mươi, 18. Vâng. 21-19. Và trong những phút thi đấu cuối cùng thì các vận động viên đến từ Thái Nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn và họ đã giành chiến thắng với tỷ số suýt soát 21-19 trước cặp đôi đến từ Điện Biên. Và trong set đấu thứ hai này, liệu rằng cặp đôi Thái Nguyên có thể
giành chiến thắng để có thể kết thúc trận đấu này ngay trong set đấu thứ hai hay không. Hay các vận động viên đến từ, vâng, một pha bay người cứu cầu rất nỗ lực của Huy Còn. Thái Nguyên, Điện Biên phát cầu. Rất khéo léo. Không còn cơ hội cho những set đấu tiếp theo. Bởi vì sao? Trận đấu thứ tư. Một pha cầu rất may mắn, một pha cầu rất may mắn. Điểm số 6-3 cho Thái Nguyên. Cầu ngoài. Phát cầu cao tay, phát cầu cao tay. Trong giải đấu toàn quốc này, đây có thể nói là giải đấu chuyên nghiệp. Bởi vậy mà các pha phát cầu cao tay đều sẽ bị bắt. Vẫn còn, rất xuất sắc. Nếu muốn giành chiến thắng trong set đấu này thì Hùng nghĩ trong những phút thêm vài điểm số, duy trì khoảng cách dẫn điểm như này nữa. Vâng, vậy là đã là khoảng cách 4 điểm rồi, 16 rồi. Đang tỏ ra bản lĩnh hơn. Liệu rằng có 10 đều hay không? 10 đều hay không? Một pha cài cầu lửng khá hay. Vâng, như ông đã nói, 10 đều thật các bạn ạ. 10 đều thật. Điểm đã được kéo về săn bằng. 4 điểm đã không còn là khoảng cách nữa. 11-10. Một pha ve cầu đậm chất đơn nam. Mười hai đều. Khoảng cách vẫn chỉ là một điểm, một khoảng cách rất mong manh. Ao thật. Vâng, vậy là 14-15. Sẵn sàng, chỉ cần đối phương phát cầu cao là sẽ ăn thịt đối phương ngay. Nằm trong tay các vận động viên đến từ Thái Nguyên. Vẫn còn. Vâng, 18. Vâng. Vâng, 18 đều, thực sự không thể tin nổi. 4 điểm số liên tiếp cho các vận động viên đến từ Điện Biên. 4 điểm trong đội sau lại ăn 4 điểm. Thế thuộc về Thái Nguyên hay Điện Biên đây? Lại là một pha cầu lật lưới, hôm nay đội tuyển Thái Nguyên son quá. Cầu ngoài sân. Vẫn còn. 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 Vẫn còn. Còn không? Vẫn còn. Vẫn còn. Pha phát cầu dài hay phát cầu ngắn đây? Pha phát cầu dài. Vẫn còn, rất cố gắng, lại là vươn lên người, hai pha bay người liên tiếp. Vâng, Điện Biên lại vươn lên dẫn trước, 22-21. 22 điều hay không?
đập cầu. Vẫn còn, đập tiếp. Vẫn còn. Hay thế nhỉ. Huy Toàn rất nỗ lực. Vâng, vậy là chiến thắng trong trận đấu thứ hai thuộc về cặp đôi đến từ Điện Biên. Vậy là chúng ta lại được chứng kiến trận đấu thứ ba rồi. Vâng, chào mừng các bạn tiếp tục đến với trận đấu thứ ba, trận đấu thứ tư cuộc đối đầu giữa đội tuyển cầu lông Điện Biên và đội tuyển cầu lông Thái Nguyên. Điểm số đầu tiên dành cho Thái Nguyên, 1-0. Vẫn còn, hay quá. Một trận đấu mang rất nhiều cảm xúc. Một pha thủ cầu ra ngoài mất rồi, rất đáng tiếc. Họ bám đuổi nhau từng điểm số 1. Và chiến thắng đã được chia đều cho cả hai đội trong hai trận đấu. Và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu thứ 3 đây. Điểm 3-2 cho Thái Nguyên. Một pha đập cầu rất mạnh. Bây giờ mới là 3-4 cho Điện Biên này. Chấm dứt quãng đường chinh phục huy chương của vận động viên. Nhưng bây giờ Hùng buồn ngủ lắm rồi, Hùng đói lắm rồi. Rất nỗ lực, rất hay. 5-7. Mình đọc điểm ra sang. Cầu rất run trong những trận đấu như thế này. Ở nửa trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3 thì các vận động viên đến từ Thái Nguyên đang dẫn trước đối thủ của mình với điểm số 11-7. Vâng, rất nỗ lực, một pha cứu cầu rất nỗ lực của Huy Con. Điện Biên phát cầu. Vẫn còn, sợ thật. Còn không? Vâng. Đến gần các vận động viên đến từ Thái Nguyên. Hay quá. Rất hay. Vận động viên đến từ Điện Biên có thể thể hiện được bản lĩnh của mình trong những phút thi đấu cuối cùng này hay không? Một pha ép cầu rất nhanh, điểm số rút ngắn xuống còn 11-17. Chả nhẽ kịch bản của những trận đấu trước lại được tái hiện. Đôi bên này ăn 1 giây, xong đôi bên kia lại ăn 1 giây hay chăng? 12-17. Điện Biên phát cầu. Cổ tay rất khỏe. Nguyên phát cầu. Không gì là không thể. 30 chưa phải là Tết. Thái Nguyên phát cầu. Vẫn còn, rất hay. Các vận động viên đến từ Thái Nguyên đang thi đấu rất vào tay. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Cầu ngoài sân. Rất tập trung. Trận đấu này họ sẽ vượt qua Điện Biên với tỷ số đối đầu 3-1 ở nội dung đồng đội và kết thúc con đường chinh phục chức vô địch của đội tuyển Điện Biên. Các vận động viên đến từ Điện Biên vẫn đang rất cố gắng, vẫn còn. Rất đáng tiếc, vậy là trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 4 ở nội dung đôi nam, cuộc đối đầu giữa Điện Biên và Thái Nguyên đã kết thúc. Nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt.
Không thì mình cũng sợ bay vợt, nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ. Cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy, thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu, và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình. Và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu. Nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ. Do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai. Hello anh em, anh em có biết trên tay Hùng đang cầm cái gì không? Đúng rồi đấy, đây chính là cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay trơn tuột vợt độc quyền sở bất Hùng phân phối. Xin chào anh em, hôm nay thì cuốn cán chống trơn bên Hùng thì đã về khoảng mấy chục hộp đấy. Thì ở đây là cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay và trơn tuột vợt độc quyền do sở bất Hùng phân phối với duy nhất hai màu xanh và màu vàng. Thì cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này thì nó giúp cho anh em nào mà hay bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuột vợt ra nhiều mồ hôi, giúp cho anh em không gọi là khi anh em dùng cái cuốn cán này thì nó sẽ rất là bám tay, nó rất là bám tay và nó rất là mút, nó thấm mồ hôi cũng rất là tốt. Như mọi người có thể dễ dàng quan sát là ở trên màu vàng thì hơi khó nhìn, màu xanh mọi người có thể thấy những cái phấn phấn trắng trắng ở trên cuốn cán. Thì nó dường như là trong cái quá trình sản xuất thì nhà sản xuất thì người ta có pha bột chống trơn vào, nên là cái việc mà cuốn cán nó chống trơn và thấm mồ hôi thì rất là tốt. Hùng thì phân phối sản phẩm này cũng chắc là được hơn năm nay rồi, thì nhận được sự ủng hộ và những đánh giá phải nói rất tốt từ anh em nông thủ, đặc biệt là những anh em nào mà trước kia mà bị ra mồ hôi tay trơn tuột vợt thì sau khi dùng sản phẩm bên Hùng thì trên 95% là anh em đều hài lòng và quay lại mua. Thế nên mọi người cũng có thể ít khi đợt này cũng ít khi thấy Hùng đăng bán, bởi vì hàng cứ về thì Hùng cũng lười đăng, tại vì anh em khách quen họ cứ mua rồi ấy. Đấy, dùng quen rồi. Thì nếu anh em nào bị mồ hôi tay chân tuột vợt và dùng một số loại cuốn cán ví dụ như kiểu VS hay là Yonex Flex hay là Yoto mà thấy không hợp mà nó vẫn bị tuột vợt thì Hùng nghĩ rằng anh em sẽ phù hợp với loại này. Bởi vì đa phần người khách của Hùng thì là họ không hợp với loại kia, họ dùng Yonex xịn. Họ dùng Yonex xịn thì nó tốn kém quá anh em ạ, toàn 30-35 nghìn một chiếc mà dùng cũng chỉ được mấy hôm thôi. Thì bắt đầu chuyển qua cái loại này dùng thì một là nó giúp giải quyết vấn đề mồ hôi tay, mình đánh cầu tự tin hơn, mình ví dụ khi mình tì ngón tay bắt lưới các thứ thì nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt, một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt, không thì mình cũng sợ bay vợt nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ. Cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình. Và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu, nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ, do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai. Đấy, anh em nào chưa trải nghiệm sản phẩm bên Hùng mà vẫn chưa tìm được cái loại cuốn cán phù hợp thì thử trải nghiệm xem, thử thôi, thử xem nếu hợp thì dùng lâu dài, còn không hợp thì thôi. Nhưng mà nói chung là nếu đã mồ hôi tay chân tuột vợt rồi thì Hùng khẳng định là 99% là anh em hợp cuốn cán bên Hùng. Đấy, cuốn cán không có thương hiệu đâu nhá, chả lẽ lại in thương hiệu Sport Hùng vào, không thương hiệu gì nhá anh em. Mấy anh em cứ hỏi cuốn thương hiệu gì, bảo không có thương hiệu gì đâu, thương hiệu Sport Hùng. Tại vì những cái cuốn kia nó có thương hiệu thì đa phần ví dụ Yonex Flex thì nó cũng in mấy cái cuốn nhái ấy, thì nó cũng chỉ in thêm cái chữ và thôi, nó tăng giá cho nó giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng nhất là nó vẫn giải quyết được vấn đề mồ hôi tay chân tuột vợt của anh em mình nhỉ. Đấy, thì bên Hùng vừa mới về, chỗ này chắc bán khoảng 2 tuần là cũng hết, thì mỗi tháng bên Hùng về 2 đợt mà. Thì muốn giới thiệu cho anh em nào chưa biết đến Hùng thì dùng thử xem, chứ còn khách quen thì cũng nhiều rồi, đâm ra là mình cũng lười. Ngày xưa nếu mọi người để ý Hùng suốt ngày giới thiệu cuốn cán, nhưng mà bây giờ lười quá, tại vì có khách dùng quen rồi. Thì làm video này để giới thiệu cho anh em nào chưa dùng thì dùng thử xem. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.